Xin chào tất cả mọi người. Đây là căn phòng bếp của Tài. Và như mấy bữa Tài có coi những comment ở trên YouTube của Tài thì Tài thấy có rất là nhiều bạn yêu cầu Tài làm thêm những clip về bữa ăn hàng ngày của Tài. Thì bây giờ Tài sẽ giới thiệu thêm cho các bạn hai món mà Tài rất là hay ăn. Tại vì tiêu chí của Tài là thứ nhất là dễ nấu, tiết kiệm thời gian và dễ ăn, không bị ngán. Tại vì Tài là người đi tập gym cho nên là Tài cần rất là nhiều protein. Đó chính là lý do vì sao mà Tài hay tự nấu ăn, để thứ nhất là cung cấp đủ lượng protein hàng ngày cho mình. Và cái thứ hai nữa là đảm bảo đồ ăn vẫn healthy, ít dầu mỡ, ít đường. Đó chính là lý do vì sao mà Tài hay nấu ăn ở nhà. Và ngày hôm nay sẽ là hai món giới thiệu tới tất cả mọi người. Món thứ nhất đó là món gà xào sả. Và món thứ hai đó chính là món rau sống dầu giấm. Những nguyên liệu mà Tài mới mua về đã chuẩn bị sẵn trên bàn để cho các bạn xem rồi. Đầu tiên là 500g ức gà, một gói sả. Về rau thì có rau cải mầm nè, có dưa chuột nè, dưa chuột loại baby, có rau salad và có cà chua. Rồi bây giờ Tài sẽ đi ngâm rau trong nước muối và rửa rau trước. Rồi đầu tiên Tài sẽ bỏ tất cả những loại rau củ cần thiết vào một cái chậu. Cái rau này Tài nghĩ là một ngày Tài sẽ không có ăn hết chừng này rau đâu, cho nên là bây giờ Tài sẽ lấy hai bức và bỏ lại một bức trong tủ lạnh để chờ lần sau làm tiếp. Dưa chuột này cũng vậy, Tài sẽ lấy khoảng tầm vài trái thôi. Da thừa, mỡ thừa thì mình cố gắng mình tước, mình dục bớt những cái thứ này. Miếng gà này tương đối sạch cho nên Tài sẽ giữ nguyên luôn. Rồi tiên là mình có ngâm nước muối. Sau đó mình bóp nhẹ miếng gà để cho miếng gà sạch. Mình tước những cái đường phân mỡ này đi. Rồi mình đổ nước này đi, xong đó mình rửa lại nước rửa. Rồi gà này mình chỉ việc cắt từng miếng nhỏ nhỏ, khoảng tầm 2cm2 nè. Đó, các bạn cứ thái miếng nhỏ nhỏ vậy là được rồi, cũng không cần phải tỉ mỉ lắm.
đổ vô chảo một chút dầu. Cái này các bạn có thể xài những cái loại dầu cho người ăn kiêng á. Tại thấy ở trên mạng có bán những loại dầu mà dạng xịt thì dùng loại dầu đó tốt cho người ăn kiêng. Nhưng mà Tài á, thì trong những ngày bình thường á, Tài cũng không có xài nhiều dầu lắm, cho nên là Tài vẫn chọn loại dầu bình thường. Nhưng mà mình cũng dùng ít cho nên không sao. Sau khi xả thơm rồi đó, thì mình cho gà vào tại vì trong gà thì thường thường là cũng có một chút nước cho nên là chút nữa nấu ra nó sẽ ra một chút nước. Mình sẽ hầm gà cho lâu lâu một chút, mình sẽ kho gà cho lâu lâu một chút thì cái nước nó rút vô thì ăn nó sẽ rất là ngon. Đây là hai loại gia vị mà Tài thường dùng để nấu những cái món ăn hàng ngày của mình. Thứ nhất đó là hạt nêm và thứ hai là bột ngũ vị hương. Tài hạt nêm thì giúp cho mình hạn chế được lượng muối, còn ngũ vị hương thì Tài cũng thích mùi ngũ vị hương và nó làm tăng cái độ thơm cho món ăn của Tài. Cái ngũ vị hương này thì tùy cái khẩu vị của mỗi người. Tài thì Tài thích mùi của ngũ vị hương cho nên là Tài bỏ ngũ vị hương, còn không nếu như một số bạn mà không thích mùi ngũ vị hương thì mình có thể thay ngũ vị hương bằng có thể là tiêu hoặc là bỏ một chút ớt thì nó cũng sẽ có những cái mùi thơm khác ngoài ngũ vị hương. Bây giờ mình cũng cần chờ khoảng độ 5 phút cho nước của gà nó cạn đi là mình sẽ hoàn thành xong món này. Và trong lúc chờ gà thì Tài sẽ làm rau. Rau cũng đã ngâm được nãy giờ rồi. Rồi, và đây là thành quả món gà xào sả ngũ vị hương và món xà lách dầu chấm. Đó, ở đây là một ví dụ trong bữa ăn hàng ngày của Tài. Thường thường thì Tài sẽ nấu nó vào buổi sáng và sau đó sẽ mang đi ăn cho cả ngày luôn. Tài hy vọng rằng đây cũng sẽ là một sự lựa chọn để mọi người bổ sung vào cái thực đơn ăn uống của mình vào những cái ngày bận rộn.
mà mọi người vẫn muốn đáp ứng đủ dinh dưỡng cũng như là muốn ăn đồ mà tự nấu thì đây Tài nghĩ cũng sẽ là một lựa chọn hay cho tất cả mọi người. Và video lần này của Tài đến đây là hết rồi, hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong những video lần tới với những cái món ăn mới hàng ngày Tài hay ăn, hy vọng sẽ được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào.